Khả năng ô tô xin kính chào tất cả quý bà con, cô bác, anh chị cùng toàn thể mọi người. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2022, ngày đầu tiên của năm mới. Khả năng ô tô xin được trịnh trọng kính chúc tới toàn thể quý khán giả đang theo dõi những video clip của Khả năng ô tô trong thời gian vừa qua luôn luôn mạnh khỏe, vui khỏe, tươi trẻ và an toàn khi đi trên đường nhé. Mua được những chiếc xe đẹp. Khả năng ô tô thì chuyên mua bán trao đổi những dòng xe đã qua sử dụng. Hôm nay thì ngày đầu năm mới thì Khả năng ô tô có lên một chiếc xe mới tinh. Đấy. Mới tinh vì sao lại có biển? Thì Khả năng ô tô vừa mới lấy được một chiếc xe mà đã đặt từ trong năm, đặt của VinFast các bác nhé. Một mẫu xe hot trend nhất năm vừa rồi, doanh số bán chạy nhất năm vừa rồi luôn. Vì đợt vừa rồi giải VinFast người ta giảm giá nên là người Hải Phòng đã được giảm giá rất là nhiều so với giá hiện tại. Đến thời điểm hiện tại thì giá của nó bán ra so với giá hiện tại của chiếc xe, nếu mọi người lăn bánh ở biển tỉnh thì nó cũng cao hơn, cũng rẻ hơn so với chúng ta mua ngoài khoảng tầm vài chục triệu đồng các bác nhé. Thì đây là một mẫu xe mà Khả năng ô tô vừa đặt cọc và đã được bàn giao xe trong tối ngày hôm qua thôi nhé. Thì hôm nay đã được lên sóng báo giá cho mọi người luôn. Đời 2021, mẫu xe mà lăn bánh chỉ khoảng 50 km từ nhà máy về đến đây, chưa hề có bóc một cái tem nào các bác nhé, chưa bóc một cái tem nào. Lăn bánh thì lăn bánh rồi, biển chính chủ tên Khả năng ô tô đây, 15A91096 các bác nhé, tên em luôn. Tất cả mọi thứ đều nguyên zin từ nhà sản xuất, chưa hề có thay thế bất kỳ một vấn đề gì cả, chưa làm bất kỳ một cái gì cả. Đây là cái chiếc xe hiện tại đang đứng đầu phân khúc hạng A, đứng đầu phân khúc hạng A vì giá thành của nó rất là ok và cái động cơ của nó là cao cấp nhất so với những chiếc xe phân khúc hạng A. Hiện tại nó sử dụng động cơ 1.4 khỏe khoắn và mạnh mẽ nhất trên cái phân khúc này. Về thiết kế thì nó mang cái form dáng siêu nhân anh em nhé, siêu nhân thì nhìn nó khá là mượt. Về độ rộng thì nó không rộng bằng i10, nhưng mà về ngang mấy Kia Morning thôi, nhưng mà cái chất lượng thì nó sẽ vượt trội hơn so với những chiếc khác phân khúc hạng A. Đấy là nói thật. Thì không phải người Việt mình thì dùng hàng Việt, nhưng mà thực ra cái dòng VinFast này đấy, em thấy nó rất là xuất sắc. Ngày trước thì giá bán đâu đó là 445 triệu đồng, nhưng mà về sau giảm giá rồi thì giá lại cực kỳ ngon cho một chiếc xe như này. Phân khúc hạng A được trang bị rất nhiều thứ các bác nhé. Bản B này thì vẫn được trang bị nó đang hợp kim các bác nhé. Nó đang đúc hợp kim nhôm đấy, nên là nó khá là bắt mắt. Như bản thiếu của những chiếc xe khác thì chỉ có nó đang mâm bằng sắt thôi. Đấy, đây đã lên nó đang rồi. Có xi nhan gương tích hợp, có hai túi khí các bác nhé, an toàn tuyệt đối qua cả ABS luôn. Nên là chiếc xe này nó đứng đầu phân khúc hạng A, vì bản thiếu nó cũng gần như bản đủ của chiếc Kia Morning hoặc là chiếc Hyundai i10 rồi. Đó, về thương hiệu thì VinFast gần đây đang rất là đình đám với những chiếc xe Fadin hay là chiếc xe điện, cũng như chiếc SA hay là SA Turbo các thứ. Rất là nổi trội. Người Việt thì nhưng mà thương hiệu thì mang tầm đẳng cấp châu thế giới các bác ạ, đẳng cấp thế giới luôn đấy. Sắp tới nếu mà phủ rồi khắp thì trên đường anh em bây giờ nhìn trên đường toàn xe VinFast biển Hải Phòng đúng không ạ? Đợt vừa rồi Hải Phòng phải bán khoảng mấy chục nghìn chiếc VinFast như này. Đó. Nên là cái lượng người đi VinFast cực kỳ đông luôn. Anh em nào mà muốn mua lại mà muốn mua được giá rẻ hơn thì đây, xin giới thiệu cho bà con các anh chị một chiếc xe mà mới về bên Khả năng ô tô, chính chủ tên em nhé. Em đã đặt cọc được đến bây giờ mới có xe để giao cho mình đấy. Lâu chưa? Đấy, không hề dễ dàng để mua được chiếc xe như này. Hiện tại thì giá bán bây giờ nó khoảng tầm 380 bản B này, nhưng chưa lăn bánh nhá. Nếu mà con mua mà từ hãng ra thì anh em mua khoảng tầm 420 gì đó hay 401 gì đó nhá. Nhưng mà mua tại Khả năng ô tô đã có biển lăn bánh rồi, bà con chỉ mua với mức giá là 358 triệu đồng thôi sẽ sở hữu ngay một chiếc xe VinFast Fadin đời 2021 màu trắng rất là đẹp, biển số cực kỳ mượt cho anh em nào Hải Phòng này, hoặc là anh em nào yêu thích cái biển Hải Phòng mà 15A91096 nó cực kỳ đẹp các bác nhé. Tất cả mọi thứ đều nguyên zin từ nhà sản xuất, mới đi được khoảng hơn 40 km, chính thức là 46 km về đến đây. Em vẫn để nguyên tất cả để cho bà con các bác đến xem xe và nhìn thấy độ zin của nó, zin hết từ trong ra ngoài. Về form dáng thì em thấy đánh giá cao hơn so với dòng Kia Morning rất là nhiều. Độ rộng thì không bằng i10, nhưng mà cái form dáng thì nó đẹp hơn i10 rất là nhiều. Với động cơ 1.4 nữa và nó sẽ khỏe khoắn hơn rất là nhiều so với những chiếc xe khác. Mà phân khúc số tự động mà bây giờ mới có 358 triệu, gần 360 anh em nhé. Còn bao rút hồ sơ cơ mà. Các bác nào mà quan tâm chiếc này, alo trực tiếp Khả năng ô tô qua số điện thoại 0326062789. Sở hữu mẫu xe làm mưa làm gió trên thị trường chuyển nhượng trong thời gian vừa qua. Đấy, phiên bản thiếu nhé, bản đủ thì bản lưng cao thì nó đâu đó khoảng tầm 400 các bác ạ. Bây giờ giá xe của VinFast Fadin nó rất là hot vì đợt này người ta mua rất là nhiều. Mà anh em hàng xóm rồi cô dì chú bác mua một chiếc rồi, thế thấy hay quá thì hàng xóm lại cứ đi mua, tranh nhau mua, giới thiệu với nhau mua vì nó chất lượng lắm anh em. Nhìn form giá nó rất là đẹp, chắc đi chắc lịch. Và số mà mới lại cái máy của nó rất là khỏe các bác nhé. Đây là xe còn nguyên zin hết từ trong ra ngoài. Các bác nhìn chưa hề có bóc túi bóng nhé. Mới đét, chưa hề bóc túi bóng.
Đây anh em nhìn thấy không? Bản thiếu và bản đủ nó tranh nhau một số thứ. Ví dụ như bản đủ thì nó có cái thêm cái vô lăng khâu da, thì thực ra không quan trọng anh em ạ. Khâu da không quan trọng bằng cái, em thích cái nhựa này hơn này, nắm nút nó bền hơn này. Nhựa tổng hợp này nó vừa dẻo vừa bền này. Khâu da thì nó trông nó chỉ sang trọng hơn một tí thôi. Có cụm đèn nét thì nó có đèn nét ở trên cái đèn pha đấy, thì nó có cảm biến lùi nữa và nó có cái màn hình thôi. Đấy là những cái thứ hơn. Na răng thì nó cái màu khác hơn một chút, gọi là nó hơn một tí thôi. Chứ thực ra giá tiền, đối với giá tiền nhé, anh em nên chọn bản thiếu nhất. Bản B đây thì nó sẽ rẻ hơn khoảng 30-40 triệu ngay từ ban đầu. 40 triệu đồng thôi, 35 đến 40 triệu đồng. Tội gì mình không mua cái bản B này mà trong khi đó những cái đồ kia mình có thể mình nâng cấp lên được nhé. Nâng cấp lên được hết, tất cả mọi thứ đều mình có thể nâng cấp được hết nhé. Những cái quan trọng thì nó có rồi. Ví dụ bản này có hai túi khí rồi anh em nhé. Đây là một túi khí, kia túi khí này. Nếu bản đặc biệt thì nó sẽ có 6 túi khí, nhưng mà bản nâng cao nó cũng chỉ có hai túi khí thôi. Tội gì mình không mua bản này. Bản đặc biệt thì anh em mua lăn bánh khoảng tầm 445 triệu các bạn. Đấy. Giá này là đã lăn bánh có thuế, có tất cả mọi thứ rồi các bác nhé. Có thuế nhá. Nhiều anh em cứ nghĩ là đợt vừa rồi ông này ông mua con này 266 triệu cái đợt mà khuyến mại đấy, không phải đâu. Đấy là cái giá thôi, giá gọi là khuyến mại thôi. Anh em mà mua lăn bánh phải rơi 325 triệu đồng rồi các bác nhé. Đấy, bây giờ thị trường đang rất là hot nên là em mua lại cọc của người ta rồi thì nó phải đẩy lên giá là tầm 358 triệu để giao xe ngay trong bà con các bác trong ngày. Anh em nào ưng alo đặt cọc phát đánh xe tận cửa ngay, xe mới đét. Gọi là lăn bánh mà gần như là chưa lăn bánh, có mấy chục cây thôi. Mà bọn em mua với mục đích là để bán lại cho khách hàng chứ không phải là mình mua mình để đi đâu, mình bán xe cũ nhá. Đây gần như là một chiếc xe mới đét. Đây này. Cái thảm táp để chân các bác nhé, đầy đủ hết nhé, không thiếu gì cả. Tất cả mọi thứ đều mới nguyên zin hết, không hề có sửa chữa thay thế hay là mất một phân nào hết các bác nhé, sơn sùng zin hết từ nhà máy ra. Chưa có làm gì cả vào chiếc xe này. Anh em nào cần thì alo ngay. Ép mỗi cái biển số thôi, nắp mỗi cái biển số thôi, chứ còn chưa làm bất cứ một cái gì vào chiếc xe này cả. Nên bà con các bác anh chị nào mà quan tâm đến mẫu xe này, hãy alo ngay cho Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789 nhé. Ngay cả những cái túi ni lông và cái bọc này, bọc vô lăng này, tất cả mọi thứ này nhé, em để nguyên cho bà con các bác anh chị nào đến lựa và tự bóc. Khi anh em đã là chủ rồi, anh em sẽ được xé tem, gọi là bóc tem đấy nha, phá trinh con chiếc xe này. Gần như là chưa phá trinh luôn. Nghe kinh nhỉ. Nghe phá trinh hơi kinh một tí đấy, bóc tem đi. Và cái hoa này thì vẫn để nguyên theo xe cho các bác đây. Hôm qua thì được giao xe là người ta tặng hoa cho mình đấy các bạn. Đấy, anh em nào đến mua xe ngay trong ngày hoa vẫn còn tươi lắm các bác nhé. Tươi nguyên, bọc củ số chưa tháo luôn, tất cả mọi thứ đều chưa tháo nhé. Thảm để chân cũng còn nguyên này, chưa hề có tháo này. Nghe điện thoại cho anh. Đấy các bác nhìn đi. Đó, zin hết. Đấy, được trang bị phanh ABS các kiểu. Ui dồi, con này nó đẹp. Nó thật đẹp với giá tiền ngày xưa nhá. Ngày xưa thì chê lắm, người Việt Nam mình chê lắm đấy. Vì giá tiền nó rất là. Đó các bác nhìn này. Cái độ zin của nó thì còn nguyên nhá. Chúng ta cùng thử đè máy xem cái tiếng máy của nó như nào. Đây này, mỗi mình em ngồi thôi, chưa có ai ngồi vào các bác nhá. Đây này. Mới đét hết. Mới được có 40 cây thôi. Đồng hồ cũng còn dán nhá, 46 cây. Đó, giờ chúng ta cùng thử đè chiếc này lên cho các bác xem này. Rất nhiều cảm biến này anh em nhìn này, đấy, rất thông minh này. Túi khí ABS đầy đủ hết, an toàn, trợ lực lái điện các thứ đầy đủ hết này. Cánh cửa mở. Đó, tiết kiệm nhiên liệu, động cơ 1.4 chiếc này em nghĩ nó chỉ rơi vào khoảng tầm 7 lít xăng trên 100 km các bác nhé. Anh em nào đã trải nghiệm rồi thì alo cho Khả Năng Ô Tô xem thử xem là bao nhiêu. Anh em bình luận ở dưới này. Đấy, bản đủ bản thiếu nó chênh nhau một số thứ nho nhỏ thôi. Đây các bác nhìn này. Máy của nó chắc chắn là mới rồi. Vừa mới đổ dầu đi được mấy chục cây thôi. Mới đi được có mấy chục cây km thôi các bác nhé. Mấy chục km thôi. Mới hết, tất cả mọi thứ đều nguyên mới, zin theo xe. Từ đầu đến bây giờ chưa có làm gì cả. Mới đi từ tối qua đến giờ mà làm gì thì chết. Đấy anh em nhìn khoang máy này, vô cùng sạch đẹp và mới tinh. Chưa hề có xuống đường, gần như xuống đường đấy. Nếu đúng ra mà người ta kéo bằng cái xe kéo về thì chưa có lăn bánh 1 km nào luôn. Đấy. Bây giờ đã hoạt động vô cùng trơn tru rồi. Khoang máy này 1, 2, 3, 4 máy 1.4 rất là to khỏe. Và tiết kiệm nhiên liệu nhé. Máy tiết kiệm nhiên liệu luôn. Tất cả mọi thứ đều nguyên zin. Đó, bên em sẽ hỗ trợ đăng kiểm mới cho bà con các anh chị nào quan tâm. Đợt này vì bắt buộc phải vào tên Hải Phòng vì cái đợt mình mua theo đợt khuyến mãi. Thì bắt buộc phải sang tên Hải Phòng thì mới được lăn bánh ở đây. Còn này, nếu anh em mua mới bây giờ cũng không có xe mà giao cho các bác đâu. Nên bà con các anh chị nào muốn lấy VinFast Fadin hãy alo ngay cho Khả Năng Ô Tô lấy chiếc xe màu trắng Ngọc Trinh này.
cực kỳ đẹp với mức giá hiện tại bên em đang chào bán 358 triệu đồng có hỗ trợ bán hồ sơ. Trân trọng cảm ơn tất cả mọi người quan tâm theo dõi. Xin chào mọi người trong clip tiếp theo.